Sao mày lâu quá vậy? Không đánh mày nữa đâu. Đánh cái con bự bự này nè. Bự bự này nhìn giống vợ tao nè. Tao đánh cho mày nè. Tí cái cảnh. Cái máy này á, nãy giờ mình chơi được hai game rồi. Nó cũng ấm ấm á, chứ nó không có đến nỗi nóng quá mấy bạn. iPhone 6 tầm 700 xem có không thầy? Có luôn. Đọc đọc. Nè. Vô. Nè bạn ơi, để nhận được những cái sản phẩm tặng miễn phí từ tôi á, thì bạn ấn vào cái phần tiêu đề của video, sau đó kéo xuống phía dưới thì các bạn sẽ thấy là link tặng sản phẩm. Cái đường link này cũng có ở dưới cái phần bình luận đầu tiên của video luôn. Thì khi mấy bạn nhấp vô đó mà mấy bạn thấy nó như vậy, tức là sản phẩm nó chưa được mở khóa, mà còn nó xuất hiện như vậy thì sản phẩm nó được mở khóa rồi. Chần chờ gì nữa, nhanh tay ấn vào cái nút mua ngay. Tôi có thể mở khóa sản phẩm bất cứ lúc nào tôi muốn, nhưng trong thời gian không quá 3 ngày tính từ ngày video phát hành. Tôi có thể mở khóa là sáng nè, trưa, chiều, tối hoặc là ngay cả khi video vừa phát hành. Cho nên các bạn mình phải nỗ lực và cố gắng để săn được những cái sản phẩm tặng miễn phí từ tôi nha. Mỗi video thì chỉ có một sản phẩm mà thôi. Hãy cố gắng và nỗ lực nha. Chỉ có nỗ lực bỏ thời gian ra để săn sản phẩm thì mới có cơ hội nhận được những cái sản phẩm miễn phí từ kênh mà thôi. Ok, bắt đầu nha. Bonjour, mến chào mừng mấy bạn yêu dấu, mình đã cùng nhau quay trở lại với cái video tiếp theo trên kênh YouTube Review và Tặng Lại, kênh YouTube chuyên review sản phẩm công nghệ và tặng lại miễn phí toàn bộ sau khi review. Thì cái sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta đó chính là iPhone 6. Sở dĩ chỉ có chiếc iPhone 6 trần như thế này thôi là tại vì cái chiếc máy này tôi đặt từ Shopee, nhưng đến cái lúc giao thì thằng đệ của tôi nó nhận và nó đã khui hộp luôn rồi. Bây giờ cái hộp để đâu tôi cũng chả nhớ nữa. Thì cái chiếc máy này á, tôi mua với cái giá là 750.000. Hình như tôi có trả giá nữa thì phải. Hình như có. Mấy bạn cứ xem bên này nha. Ok, bây giờ không có khui hộp thì sao? Mình có máy rồi nè. Và nhân tiện thì tôi cũng có tải rồi, những cái game và những cái app để hôm nay mình test luôn, đỡ kéo dài thời gian. Thì bây giờ hãy sơ sơ về cái ngoại hình của máy trước nha. Thì đầu tiên cái chiếc máy của chúng ta nó sẽ có một cái màn hình với cái độ rộng là 4.7 inch, độ phân giải là HD với tiêu chuẩn Retina của Apple. Ở trên chúng ta sẽ có là một cái camera trước với độ phân giải là 1.2 megapixel, loa thoại và một cái cảm biến. Ở phía dưới là một cái nút home. Cái nút home này á thì nó bao gồm Touch ID, nhưng mà trên cái chiếc máy này thì nó không còn Touch ID nữa. Và nó cũng không có sử dụng được nút home luôn mấy bạn ạ. À, bên cạnh phải chúng ta sẽ có là một cái nút nguồn và một cái khe cắm sim. Ở cạnh dưới chúng ta sẽ có một cái loa ngoài nè, jack lightning và một cái jack 3.5mm kèm theo một cái mic ở cái bên. Cạnh bên trái chúng ta sẽ có là nút tăng và giảm âm lượng cũng như cần gạt mở công tắc. Cạnh trên chúng ta chả có gì. Tiến đến mặt sau thì chúng ta sẽ có là một cái camera với độ phân giải là 8 megapixel, đèn flash cap, logo của Apple, logo của iPhone, và trên dưới chúng ta sẽ có là những cái dải anten. Ok, thì ngoại hình của cái chiếc máy này như mấy bạn thấy là nó khá là ổn áp nha, và cầm trên tay thì nó cũng rất là nhỏ gọn, rất là phù hợp với những bạn nữ. Ok, như tôi nói là cái chiếc máy này á, nó không có sử dụng được nút home nè mấy bạn. Tuy nhiên chúng ta vẫn có thể sử dụng được sim nha, vì đây là chiếc máy quốc tế. Ok, tiến vào màn hình luôn. Thì tôi cũng đã tải rồi nè, tải rồi hết những cái app mà hôm nay mình test á. Bây giờ chúng ta sẽ vô cái phần cài đặt cho các bạn thấy là cái màn hình của máy nó bị ám khá là nhiều. Tuy nhiên cái độ ám này các bạn chỉ nhìn thấy rõ khi máy nó đặt ở cái màn hình có màu trắng như thế này nè, và cái cảm ứng của nó vẫn rất là bình thường và ok nha. Thì chúng ta hãy tiến đến cái phần là Touch ID cho mấy bạn xem. Tôi đâu có lừa mấy bạn đâu. Đây, cái phần thêm dấu vân tay của chúng ta nè, mình không bấm vào được, nó không có hiện lên luôn mấy bạn à. Mà là chiếc máy này nó đã bị mất vân tay rồi, và cái nút home của nó không hoạt động được luôn. Nút cần gạt tắt mở âm thì nó bị lờn, nó cũng chả hoạt động được luôn nữa. Nút tăng và giảm âm lượng thì sao? Nút tăng âm lượng thì bấm nó hơi khó tí xíu, giảm âm lượng thì ok, nút nguồn thì ok, và chúng ta sử dụng được sim. Và một cái lỗi ở trên chiếc máy này đó chính là cái wifi của nó khá là kém các bạn à. Tuy là cái wifi đặt ở trước cửa nhưng mà không có kết nối được, tại vì nó rất là yếu. Và những cái app này tôi phải tải bằng 4G á. Ok, và trước khi tiến vô test những cái app á, bây giờ mình sẽ test với camera trước cái đã. Camera nó vẫn còn khá là tốt. Tôi sẽ chụp lại cái cục phát wifi di động. Ok, khá là rõ, chất lượng ảnh khá là ok nha mấy bạn. Yeah, camera trước cũng rất là ổn luôn. Thì chiếc máy này á, các bạn may mắn là mình nhận về á, mình đem ra ngoài tiệm cho thợ người ta là thay cái dây wifi nha mấy bạn. Nếu mấy bạn có nhu cầu thì cũng thay được cái nút home nè, rồi kêu họ gắn lại cái nút gạt tắt mở âm cũng là ok. Vậy nha. Ở trên này sóng nó cũng khá là yếu. Với lại khi mà mình test bằng 4G trên chiếc máy này á, nó sẽ bị hao pin. Thành ra bây giờ tôi sẽ tháo sim chiếc máy này ra, gắn vô cái cục phát wifi di động, và mình sẽ tiến hành đến với bài test ngày hôm nay nha. Chờ tí xíu. Ok,
Ok, máy nó đã kết nối xong rồi mấy bạn. Sẵn tiện tôi show cho mấy bạn xem là cái chiếc máy này mình chạy trên cái nền tảng là iOS 12.5.1 nha. Và một cái điều đặc biệt mà lúc nãy tôi quên nói, đó chính là cái chiếc máy này nó có iCloud mấy bạn ha. Chiếc máy này nó có iCloud rồi, thành ra mấy bạn không được reset dòng 2 trên cái chiếc máy này mấy bạn nha. Còn cái item App Store thì là cái ID của tôi. Tí xíu nữa khi mà đóng gói tặng lại thì tôi sẽ đăng xuất ra. Ok, lúc nãy quên bén cái vụ này đi. Chiếc máy chúng ta có iCloud nha, iCloud hiện nha. Ok, và cái app đầu tiên chúng ta test đó chính là mình thử lướt web trên thiết bị này như nào. Đây. Yeah. Khá là ngon ngẻ nha. Thì nó cũng tương tự như 6 Plus thôi mấy bạn à. Tuy nhiên tôi thích sử dụng iPhone 6 hơn tại vì nó nhỏ gọn hơn. Web rất là ok. Sau đó chúng ta sẽ tiến đến với Facebook. Yeah, đã vào Facebook rồi nè. Ok. Thì nó cũng rất là mượt. Máy sử dụng cái con chip là Apple A8 cùng với 1GB, tương tự như iPhone 6 Plus. Cái iPhone 5S á, lúc trước tôi cũng test rồi, mấy bạn thấy là nó cũng ở thời điểm hiện tại những cái tốc độ thông thường này nó cũng rất là mượt. Thì có chi cái chiếc iPhone 6 mà nó không làm được. Không làm được là đổi cái quần liêu liêu. Rất là mượt nha. Và YouTube. Ok. Rất là nhanh. Nhanh hay không là do cái mạng của mình đó. Nhớ về là phải thay cái anten wifi mới sử dụng bình thường được nha mấy bạn. Bây giờ tôi sẽ tìm cái kênh YouTube của tôi. Có rồi, iPhone 6 Plus 500k. Vô. Cái giá là 500.000 nha mấy bạn. Loa cho em này rất là lớn. Cực lớn nha. Loa lớn nè. Mặc dù cái video này mấy bạn, tôi quay nó bị chèn cái mic vào cái áo á, thành ra nó bị nghe ngạt 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 ngạt, nhưng mà cái chiếc máy này nó nghe khá là ok. Rất là lớn nha. Lớn á. Ok, và bây giờ cái tựa game đầu tiên chúng ta sẽ test đó chính là Liên Quân. Sở dĩ á mình chạy nước rút như vậy mấy bạn biết làm sao không? Tại tôi đăng ký có 3GB của 4G à. Thành ra mình phải đi nhanh mới được. Không thôi là hồi không còn cái để mà mình test luôn, không còn dữ liệu để test á. Ok, đã vô rồi. Bây giờ tôi sẽ chiến đấu đây. Cái này tôi chọn đánh với máy nè mấy bạn. Đánh với máy cho nó dễ. Không biết là khi mình đánh với máy như này nó có ảnh hưởng đến đồ họa không nè, nhưng mà cảm giác rất là mượt. Di chuyển là nó khá là ok mấy bạn ơi. Mượt cực á. Trời trời. Mặc dù là máy nhưng mà mình đánh chưa chắc lại nó nữa tại tôi không biết chơi. Sao mày lâu quá vậy? Không đánh mày nữa đâu. Đánh cái con bự bự này nè. Bự bự này nhìn giống vợ tao nè. Tao đánh cho mày nè. Tiếng cảnh. Mày. Tao sẽ hạ gục mày. Đánh con nhỏ này đi. Con này là con ốm ốm là con trụ nè. Trái. Ôi, giữ giữ giữ. Máy mà đánh cái ghê vậy. Đánh sợ luôn á. Hay là tại tôi chơi ngu ta. Gì đâu, làm mấy chục cái video rồi. Tính đến nay cũng gần 20 cái video rồi. Mà sao tôi đánh không có khá lên được mấy bạn ơi. Ủa nó ghê quá. Mày há bưởi. Bể bể bể. Yeah. Công nhận đánh với máy vui hơn với người bạn ơi. Tại lâu chết á. Đánh với người tí xíu là tôi chết ngắt rồi. À tôi phải cầm cái cục này kế bên á, để cho wifi nó không có bị ngắt quãng. Cái máy này nó yếu đến nỗi bây giờ đặt cái cục này xuống bàn là wifi nó yếu rồi. Phải cần nhìn thế này nè. Cho nó gần sát như này là wifi nó mới đầy được, mới chiến được mấy bạn à. Xử mày nè. Ui 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 ui. Giữ 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 giữ. Thôi mấy bạn ơi, chơi ngồi tôi không biết túi đâu luôn á. Thôi bây giờ phát ra mình test với tựa game cuối cùng luôn nha. Free Fire. À tại vì cái chiếc iPhone 6 Plus lần trước á test với PUBG rồi, bây giờ test với Free Fire nha. Free Fire. Yeah, vô trận rồi. Chúng ta sẽ chơi cái game này một cách thật là nhanh chóng luôn. Mình tiến quá trình đóng gói và tặng lại. Theo như tôi đoán thì cái game này nó không có phải là một cái đối thủ quá đáng gờm so với chiếc máy này đâu. Chiếc máy này tôi nghĩ nó sẽ làm gỏi được cái game này luôn nè. Ok. Thôi
Cái gì lãng nhắc vậy? Thôi chơi lại thôi. Ok, quay trở lại rồi. Hy vọng lần này chúng ta sẽ không xui xẻo nữa. Mặc dù là chỉ là test thôi, nhưng mà vô game mà phải cho tôi bắn được vài ba thằng chứ. Gì đâu mới nhảy xuống cái đã bắn chết ngắt. Yeah, lúc đầu nào em yêu. Tôi đố mấy bạn chiếc xe này người ta gọi là xe gì? Đây là xe lam nha. Test game trên những chiếc iPhone nó rất là dễ chịu các bạn ạ, tại vì nó mượt lắm. Còn những cái chiếc Android cổ này không phải là tôi dìm hàng Android đâu nha, nhưng mà cái này là trải nghiệm thực tế thật sự. Nếu bạn thấy là những chiếc Android cũ khi mà tôi test game trên kênh á thì nó khá là khó chịu, tại vì riêng cái nền tảng iOS là nó được Apple tối ưu rất là tốt rồi, cho nên cái chuyện đó nó là cái điều đương nhiên thôi. Sẽ như thế nào nếu chúng ta ở trên xe mãi và chúng ta thấy người chúng ta chỉ cán nó thôi ta, được không? Loay hoay trong bò tí xíu nữa, còn một thằng đó mình sẽ đi bắn nó. Game thì chủ yếu tôi test cho mấy bạn thấy máy nó chơi được như nào thôi, chứ mấy bạn đừng có trông chờ là tôi chơi game dữ dằn này nọ, không có đâu nghe. Tôi chơi game nó dở, cực kỳ dở luôn. Những dạng game mà thể thao kiểu như bóng đá rồi này nọ, bóng rổ rồi thì biết, còn mấy game sinh tồn thì nó quá là khó khăn đối với tôi. Mình đi bắn người chứ mình ngồi trên xe ngoài vậy đâu có vui. Cái lúc mà mình cần người á, đây. Chết ngắt. Chờ mày nãy giờ luôn á. Cái lúc mà mình cần người á để mình bắn thì nó không có. Còn những lúc á mà mình cần đồ để mình bắn người á thì nó lại không có đồ, mà người nó một đống luôn. Cái máy này á, nãy giờ mình chơi được 2 game rồi. Nó cũng ấm ấm á, chứ nó không có đến nỗi nóng quá mấy bạn. Thì suy cho cùng 2 game này nó cũng không có đòi hỏi đồ họa mà đến độ mà nặng, cực kỳ nặng đâu. Ui chán quá mấy bạn ơi. Bây giờ tôi sẽ thoát ra và mình tiến đến cái phần cuối cùng đóng gói và tặng lại luôn nha. Ok. Và trước khi đến cái phần đóng gói và tặng lại á, thì tôi xin được phép là nhận xét chung lại chiếc máy này. Nãy giờ những cái quá trình mà chúng ta làm việc với nó thì nói chung những cái app thì mình vẫn test rất là ok, game thì cũng chơi nó cũng khá là ổn định, nhưng mà cái cục wifi mình phải kè kè theo người như này nè thì cái tín hiệu wifi của nó mới mạnh được mấy bạn ơi. Cho nên mấy bạn về mình phải thay cái anten wifi ở phía trong này nè. Với lại cái chiếc máy này mấy bạn nên nhớ là chúng ta không được reset dòng 2, tức là khôi phục cài đặt gốc, khôi phục lại cái thành cục gạch luôn á. Ok, nếu mà về bạn có điều kiện mình thay thêm cái nút home nè, mình kêu họ gắn lại cái nút gạt tắt mở âm luôn để mình sử dụng nó ok hơn, tại vì cái máy này vốn dĩ nó đã là máy quốc tế rồi. Ok vậy nghe, camera rồi nọ sử dụng bình thường ngon lành. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần đóng gói và tặng lại luôn nha. Yeah. Ok, những cái món đồ quen thuộc của nó đã nằm trên bàn hết rồi. Bây giờ tôi sẽ tua nhanh cái quá trình tôi đóng gói lại nha. Chiếc máy này thì tôi đã tắt nguồn rồi, mấy bạn yên tâm. Ok, đã xong, mấy bạn nhìn vậy thôi chứ thật sự nó rất là chắc chắn luôn đó. Tại vì tôi đã có bỏ những cái bịch xốp vô trong này nè, thành ra nó rất là chắc chắn, mấy bạn yên tâm nha. Tại cái hộp mà em tôi đã bỏ đâu, bây giờ tìm hoài tìm trả được. Ok, thì cái video của chúng ta đến đây nó cũng kết thúc rồi nè. Nếu bạn thấy video hay, đừng ngần ngại cho tôi xin một like. Và nếu video này nó chưa có hay đối với mấy bạn thì hãy cho tôi một dislike nha. Đó chính là những cái số liệu mà giúp tôi cải thiện cái chất lượng video trong tương lai nó tốt hơn. Và hãy nhấn vào nút subscribe cũng như cái chuông thông báo để khi tôi ra video, các bạn sẽ nhận được video sớm nhất. Cái event 1000 subscribe á, tôi sẽ cố gắng cho nó diễn ra sớm. Bây giờ tôi đang cố gắng đi tìm hàng nha mấy bạn. Review cái gì? Tặng lại cái đó. Chỉ có ở review và tặng lại. Bye bye.